Hello, xin chào mọi người. Thì như các bạn cũng biết thì Toyota Cross ở Việt Nam thì là chiếc xe được bán sẵn van cảm biến Axolotl, nhưng mà nó sẽ chỉ hiện cảnh báo bằng cái icon ở trên tablo thôi, thì nó không hiện rõ là lốp này thông số bao nhiêu hoặc lốp này đang như thế nào cả. Đó thì khi mà xe chúng ta bị non hơi hoặc là bị thủng lốp thì sẽ không biết là lốp nào bị cả, sẽ hơi bất tiện một chút. Nhưng đó sẽ là cơ hội để cho những bên thứ ba bán thêm phụ kiện. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ sản phẩm, nó là cảm biến Axolotl zin dành cho những cái xe Toyota Cross. Thay vì nó sẽ chỉ hiện một cái icon ở trên tablo thì bây giờ nó sẽ hiện thông số của từng lốp ở trên cái màn zin của xe luôn. Đây là bộ cảm biến có mã là I3C của IK Việt Nam. Nó sẽ chỉ là một cái bộ cục thu gắn ở đằng sau kia thôi, hoàn toàn zin luôn, không phải độ chế đục đẽo gì cả. IK thì đã quá nổi tiếng với cái dòng sản phẩm I3 lắp zin trên những cái xe Kia hoặc Hyundai rồi. Đó, chất lượng cũng đã được kiểm chứng qua nhiều năm. Thì tôi nghĩ là cái bộ này cũng sẽ có tính năng và chất lượng như vậy. Ở trên thị trường thì cũng có những cái sản phẩm khác dành cho Toyota Cross. Thế thì cái bộ I3C của IK này có gì đặc biệt? Đó là nó có thể kết nối với điện thoại thông minh. Đó, kết nối, cài đặt ngay trên điện thoại luôn, rất tiện lợi. Bây giờ thì tôi sẽ thử xì hơi một lốp để xem là trên bộ cảm biến nó sẽ cảnh báo như thế nào nhé. Đó thì như các bạn có thể thấy, đó là khi mà Axolotl nó xuống dưới cái mức tối thiểu thì nó sẽ hiện cảnh báo ở trên màn hình ngay. Đồng thời thì trên điện thoại nó cũng sẽ có cảnh báo ngay. Thế thì cái app ở trên điện thoại này ngoài việc nhận cảnh báo ra thì nó có thể làm gì nữa? Đây, ví dụ như khi mà chúng ta đi bảo dưỡng lốp chẳng hạn, chúng ta đảo lốp trước, lốp sau hoặc là hai bên với nhau để cho các lốp nó mòn đều ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải tháo các van cảm biến ra sắp xếp lại nữa, mà chúng ta hoàn toàn có thể thao tác đảo lốp ngay trên điện thoại này luôn. Đó, vô cùng là tiện lợi. Khi đảo ở đây thì ở trên cái ô đô kia nó cũng sẽ đảo theo. Rồi, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cái bộ cảm biến Axolotl I3C dành cho dòng xe Toyota Cross. Không biết các bác thấy sao thì có thể để lại bình luận bên dưới video nhé. Đừng quên để lại một like, một share và subscribe kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.